sự không thích nhìn cách anh ta đang khiến em đau lòng. Nếu là anh sẽ không để em rơi lệ. Anh thật sự không thích nhìn năm tháng qua họ để em một mình. Nếu là anh sẽ quan tâm gần em hơn. Tình yêu ai bán mà mua để có em đây. Phải đến từ hai trái tim đang cần nhau đây. Người đang có yêu thương thì không biết yêu, không biết trân trọng. Người đang kiếm tình yêu như anh cứ mãi đau lòng. Nhìn em như thế anh càng ghét anh ta nhiều hơn. Tình yêu là khi ta biết cho đi nhưng chưa chắc được nhận lại, mà vẫn chẳng hề than vãn một lời. Dẫu duyên trời tàn nhẫn, một người đến sau luôn đứng sau. Nhìn người ấy cho em nỗi đau, tự tâm trí anh như ố màu. Đừng vì người không xứng đáng với mình mà đau đớn như thế này. Ngoài kia còn người đang ngóng đang chờ, biết giữ em hơn anh ta. Quyết định nếu em muốn xa rời ai, không muốn tâm tư u hoài, tìm người khác tốt hơn dù chẳng phải ai. Rồi anh sẽ đi.